Ngày 4 tháng 7, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cụ thể, bị can bị truy nã đặc biệt là Yihur Eban sinh năm 1970, trú Đắk Lắk. Trước đó, ngày 3 tháng 7, Eban đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, nhóm đối tượng đã tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Tiêu và xã Ia Ca Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, làm 9 người chết, 2 người bị thương. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015, 1 bị can về tội che giấu tội phạm Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, 1 bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra các quyết định truy nã đặc biệt 5 bị can liên quan.